Sáng nay trời mưa các bạn ơi. Trời mưa. Nhưng mà chưa mưa lớn lắm. Lúc này là mình che lưới rồi, không có sợ mưa đá nữa. Và hôm nay cho các em tắm mưa, tất cả đều được tắm mưa. Mấy em sen phổ thông thì không có che. Lỡ mà bị mưa đá thì cũng tội nghiệp ráng chịu. Mưa lâm râm thôi các bạn, không có mưa lớn. Mấy bé xe hàng ở dưới lưới ở đây cũng tắm mưa luôn. Nhưng mà mưa gì không có đều các bạn ơi. Mưa không có đều. Tại vì dưới lưới á, chỗ thì nhiễu nước, chỗ không có nhiễu nước. Cái cây nó không có ướt, cái cây thì nó ướt quá trời. Giống như cây này bị nước nhiễu, ướt quá chừng. Thì cái bên thì không có ướt. Không có ướt đất luôn. Đây nhiễu nước thôi. Lát nữa mình phải tưới thêm các bạn. Lát trời mưa xong mình sẽ phải tưới thêm nước. Không đủ nước là phải tưới thêm. Tại vì khi mà ướt á, chưa có đủ nước ướt hết cái người của cái cây sen, hoặc là không có đủ nước ướt đất, thì cây sen nó sẽ rất là khó chịu. Giống như mình đang tắm mà bị cúp nước vậy các bạn. Đang tắm xà bông mà cúp nước thì rất là bực mình. Cho nên cây sen mình nghĩ nó cũng giống vậy đó. Tắm mà chưa có đủ nước sẽ bực mình rồi nó lăn ra nó chết. Cho nên phải cho các em đủ nước nha. Bây giờ là mùa phát triển nè các bạn. Đó, mấy bé này sẽ phát triển lớn. Và mình thấy thì mùa phát triển của sen á, thì cây van nó sẽ lên màu đẹp hơn. Đó, bé này đẹp ơi là đẹp. Trời mưa là mấy bé yêu nhau nó khoe màu khoe sắc. Đây là Medusa rất là đẹp luôn. Kinh King Kong. Athena, Madira, Superbeam, Sunrise. Sau khi mưa thì trời đã nắng. Nắng và gió nữa các bạn. Chiều nay sẽ rất là gió. Mình để dưới lưới cho nên mưa không có đều các bạn ơi. Mưa không có đều. Cây thì ướt, cây thì không. Tại vì lưới nó trữ nước. Bây giờ mình phải tưới nước cho các em. Mưa xong lại được tắm.
xong giống như tắm xong được lau khô vậy các bạn. Xiên thì thổi nước cho các em. Mát mẻ luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm của mình về những cây mà nó ngủ hè hoặc là ngủ đông, và tại sao sen đá lại mất màu vào mùa hè nha. Có hai lý do mà làm cho sen đá mất màu, đó là vào cái mùa phát triển thì sen đá sẽ mất màu nha các bạn. Và cái thứ hai làm cho sen đá mất màu đó là do thiếu ánh sáng hoặc là thiếu nắng, nó bị trong mát nó sẽ mất màu. Giống như cây Super Clone của mình đây nè, cây này là ngủ vào mùa đông, cho nên á những cái cây mà Echeveria, cái họ của nó là nó ngủ mùa đông, cho nên tất cả các cây đều lên màu rất là đẹp vào mùa đông. Giống như cây này, lúc mình mua màu rất là đẹp luôn, nó đỏ cam rất là đẹp. Và bây giờ là nó đang phát triển các bạn, bây giờ bắt đầu vào mùa nóng nè, thời tiết bắt đầu nóng ấm lên là nó phát triển thì nó sẽ bớt màu đi. Và mình nghĩ là đến mùa hè khi mà nóng hơn nữa là nó sẽ còn xanh hơn nữa. Còn mấy em mà hỏa đế cũng có mất màu một tí thôi các bạn, có mất màu một tí, không có mất nhiều lắm. Đặc biệt là lâm mình á, là thấy nó không có mất màu nha các bạn, tại vì nó luôn giữ cái màu đỏ. Mùa này nó rất là đậm nè, nó vẫn rất là đậm màu. Cây này là giữ màu bền nhất, nhưng với điều kiện là các bạn có đủ ánh sáng, có đủ nắng và che lưới để nó không có bay mất màu và nó không bị sốc nhiệt nữa nha. Là mình thấy là lâm mình với Romeo Rubin vẫn đang giữ được cái màu. Sen cúc là cũng họ Echeveria cho nên ngủ đông các bạn, ngủ đông được rồi nó không có phát triển, bây giờ mới bắt đầu phát triển nè. Em bắt đầu phát triển xinh quá, xinh đây là xinh. Cây Red Mountain này, lúc mùa đông rất là đỏ các bạn, bây giờ bắt đầu phát triển cho nên nó bắt đầu lên lá xanh rồi, lên lá xanh hơn.
Ngược lại với lại mấy cây Echeveria thì cây Cotyledon, mấy cây sỏi, sỏi cầu vồng thì lại ngủ vào mùa hè các bạn. Cho nên á, cái mùa đông á, các bạn có thể thấy là mùa đông á, nó không có lên màu đẹp như thế này. Không lên màu đẹp. Và nó trắng hơn. Nhưng mà đến khi mà trời nắng ấm lên thì nó lên màu đỏ đẹp. Đỏ như kẹo như thế này nè. Còn đây là Echeveria, cho nên á lúc mà mùa đông các bạn, nó hồng rất là đẹp luôn. Hai cây này nè, hồng đẹp lắm. Bây giờ của mình á nó trắng mất tiêu luôn rồi. Cho nên đó cũng bình thường thôi các bạn. Khi mà nó phát triển thì nó sẽ mất bớt màu. Chờ đến mùa đông thì nó sẽ lên màu lại. Cây này á có một số bạn trồng cũng bị, cái này là Red Tan. Có một số bạn trồng á vẫn nó lên màu xanh luôn rồi, của mình vẫn còn màu hồng. Vẫn còn đỏ. Mấy bé này của mình lúc mùa đông đẹp lắm, bây giờ mất màu hết rồi đó. Cho nên mất màu là bình thường nha các bạn. Đến cái mùa phát triển của nó thì nó mất màu rất là bình thường, không sao hết. Miễn là các bạn để đủ nắng và các em không có bị cao lên là được. Cùng ngủ hè cùng với lại Cotyledon là mấy cây sỏi cầu vồng á, là họ của Eonium nha các bạn. Eonium sẽ ngủ vào mùa hè, các bạn có thể thấy là đây cái lá của mùa đông này nó rất là to. Đây là lá của mùa đông nè, khi nắng ấm dần lên á, thì nó nhỏ 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 lại đó, nó còn cái đầu nữa bằng này thôi à. Cây này nó túm cái đầu lại luôn rồi. Sau này á, những cái lá này nó sẽ khô hết, nó rụng hết, và mùa hè nó rụng hết là bình thường nha các bạn. Và các bạn chú ý là khi mà mùa nào á, cây nào nó ngủ á, thì mình ít tưới nước lại và ít nắng lại. Rhinovia cũng là họ của Eonium luôn các bạn. Các bạn thấy này, bây giờ đó ấm lên ngủ rồi, bắt đầu búp lại và những cái lá này sẽ vàng và khô dần. Đó, cây Lola của mình cũng ngủ đây. Rất là xinh luôn. Đó, ngủ hết rồi. Đây, bé này ngủ luôn. Bé này thì ra bông. Ra bông xong á, thì sẽ chết. Không biết mấy đứa con ở này có sống nổi không nữa. Cây này ra bông mà để lại cho mình mấy đứa con. Đây bé này cũng họ Eonium đây các bạn. Đó, bắt đầu ngủ hết rồi. Nóng lên là ngủ. Túm lại hết rồi. Xinh xinh. Và sỏi hồng. Sỏi hồng thì phát triển vào mùa đông như các bạn. Cho nên các bạn có thể thấy là mùa đông á, cây sỏi hồng của mình nó giống như sỏi xanh vậy đó. Nó không có màu. Bây giờ bắt đầu nắng lên, ấm lên. Nắng ấm lên nữa thì nó lại ra màu hồng nè. Đẹp lắm luôn. Đây là sỏi hồng mình ghép lên sỏi xanh. Lúc vào mùa đông á, là mình thấy này giống nhau lắm luôn á. Bây giờ màu hồng nó lên màu rất là khác biệt.